Mời quý vị và các bạn cùng ngược dòng thời gian với những bức ảnh quý báu ghi lại hình ảnh Việt Nam giai đoạn khoảng 100 năm đến hơn 130 năm trước qua ống kính của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp. Trong đó, một số ảnh còn đang được lưu giữ tại bảo tàng Ambercan của Pháp. Đây là hình ảnh một xe kéo và một góc phố Tràng Tiền, Hà Nội năm 1914, cho người ta cảm giác rất quen. Nhiều người có thể nhận ra ngay nơi này. Hình ảnh nhóm phụ nữ đang ngồi quay sợi vào khoảng năm 1915, một nghề thủ công phổ biến xưa. Hình ảnh một nhóm chiến binh người thường, tên gọi chung những nhóm sắc tộc bản địa sinh sống tại khu vực miền Trung. Bức ảnh được ghi lại qua ống kính của Pierre de Lafitte, nhiếp ảnh gia người Pháp, từng đến Đông Dương năm 1885. Những năm gia nhập quân đội Pháp giúp ông có cơ hội được đi khắp nơi, sau đó rẽ sang hướng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà xuất bản bưu ảnh chuyên nghiệp. Ông có nhiều khoảnh khắc đắt giá ở hai miền Nam Bắc Việt Nam và được in trong nhiều tập sách ảnh sau này. Bức ảnh này được đăng trong cuốn Việt Nam Văn hóa Sử Cương, sách nổi tiếng của học giả Đào Duy Anh. Sách xuất bản lần đầu vào năm 1938, được đánh giá là bộ sử toàn diện đầu tiên và có hệ thống nhất về văn hóa Việt Nam từ sơ khởi đến năm 1938. Tác phẩm trở thành công trình khoa học đầu tiên đặt nền tảng cho sự hình thành nền văn hóa và văn học hiện đại Việt Nam. Hình ảnh người dân tộc Thái ở Thanh Hóa săn hổ là bức ảnh của Pierre de Lafitte từng giới thiệu trong cuốn Đông Dương xinh đẹp và kỳ vĩ. Tác phẩm này đã giúp ông đoạt huy chương vàng tại đấu sào quốc tế ở Bruxelles, Bỉ năm 1910. Hình ảnh người Thái uống rượu cần sau khi bắt được hổ. Ngoài nguồn lợi lớn thu được từ xuất bản bưu ảnh, de Lafitte còn được ghi nhận như một nhà chép sử bằng hình ảnh nổi tiếng của khu vực Đông Dương. Một nhóm người Mán ở Cam Đường, Lào Cai được nhiếp ảnh gia ghi lại vào cuối thế kỷ thứ 19. Đây là hình ảnh một người mẹ dân tộc Mèo ở biên giới phía Bắc và hai con của mình. Hình ảnh một gia đình ở miền Bắc của thế kỷ 19. Thời kỳ này, màu áo dài năm thân được ưa chuộng. Trang phục gồm hai khổ vải được may nối nhau thành thân trước theo phong cách kín đáo. Bốn thân áo bên ngoài tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, cha mẹ mình và cha mẹ người thương. Thân áo thứ năm đại diện cho người mặc. Áo luôn có năm cúc thể hiện đạo lý làm người: nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Hình ảnh các quan thường thư triều Nguyễn ở Huế mặc triều phục. Áo dài của các quan thường được thêu dệt hình chim phượng, con dơi, mặt trời, trái bầu, bát bửu, màu ngũ sắc, bên trong có lớp lụa lót. Vào mùa thu và đông, áo mang chất liệu cấm, mùa xuân và hạ dùng vải sa, vân. Vì màu nhuộm dễ phai nên người xưa không giặt áo mà chỉ phơi nắng một năm vài lần rồi ướp thơm bằng trầm, đặt trong tráp cổ. Bên trong, người mặc phối cùng với áo dài lót bằng vải trắng để dễ giặt. Đây là hình ảnh một gánh hát ở miền Nam của thế kỷ 19. Giai đoạn này, Sài Gòn và Nam Kỳ Lục Tỉnh có nhiều đoàn hát dạo lưu diễn. Đặc trưng các tuần thời kỳ này là hát nửa bội, nửa kịch, mặc xiêm y áo giáp thời xưa nhưng hát nói suông, diễn tả một cách tân thời cho dễ nhớ và dễ nghe. Hình ảnh màu hiếm hoi về quan phục thời xưa. Phỏng đoán bức ảnh này được chụp vào năm 1915 và được lưu giữ tại bảo tàng Ambercan của Pháp. Một vị quan quận và các quan khác trong trang phục xưa. Hình ảnh hai phụ nữ xưa lội ao hái rau trong trang phục phổ biến vùng Bắc Bộ, trên đầu đội khăn mỏ quạ. Cho chữ viết đối ngày Tết là một nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam xưa. Hình ảnh vị quan tổng đốc Hà Đông và gia đình của ông ấy được nhiếp ảnh gia người Pháp chụp vào khoảng năm 1915. Hình ảnh những người đi cấy xưa
cho thấy nền văn hóa lúa nước Việt Nam hơn 100 năm trước, thời kỳ chủ yếu nông nghiệp và thủ công truyền thống. Hình ảnh các nhà sư được ghi lại vào năm 1917. Bức ảnh có tên Móng tay của nhà Nho thể hiện rõ quan niệm thời xưa rằng người có chữ không được làm các công việc nặng nhọc chân tay và người có chữ rất được xem trọng. Đây là một nhóm nghệ sĩ hát tuồng trước buổi biểu diễn tại Sài Gòn năm 1915. Hình ảnh chùa Bảo Ân ở Hà Nội vào thế kỷ 19 do Emily Geisel, một trong những nhiếp ảnh gia người Pháp đầu tiên đến Việt Nam chụp. Chùa từng tồn tại bên bờ hồ Hoàn Kiếm, được xây vào năm 1842 do Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Quang Trai đứng ra quyên góp tiền. Sau khi khánh thành, chùa có quy mô bề thế bậc nhất Hà Nội, khi ấy với 36.000 m2 đất, gồm 150 gian, 36 nóc. Năm 1892, chùa bị phá hủy để xây dựng bưu điện và ngân hàng. Chỉ còn sót lại tháp Hòa Phong ở sau chùa trên đường Đinh Tiên Hoàng ngày nay. Quang cảnh một buổi lễ tế Nam Giao thời Nguyễn. Lễ tế Nam Giao và xã tắc là nghi lễ quan trọng bậc nhất dưới chế độ quân chủ, được tổ chức thường niên. Chỉ có nhà vua mới được làm chủ lễ tế, thay mặt cho toàn nhân dân tế trời đất, thể hiện sự uy quyền của hoàng đế thể theo lệnh trời để cai trị đất nước. Lễ được cử hành sau 12 giờ đêm tại đàn Nam Giao, Huế để đảm bảo tính tâm linh. Đây là hình ảnh một góc chợ Đồng Xuân, Hà Nội vào đầu thế kỷ thứ 20. Quý vị đang xem là hình ảnh trẻ em Hà Nội mua lồng đèn dịp Tết Trung Thu. Hình ảnh một gian trưng bày sản phẩm cơ khí tại Đấu Xảo ở Hà Nội năm 1928. Công nhân lao động trong khu mỏ khoáng sản Chợ Điền, mỏ Chì Kẽm ở vùng đất xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn đầu thế kỷ 20. Ảnh được đăng trong Việt Nam Văn Hóa Sử Cương, sách nổi tiếng của học giả Đào Duy Anh, vừa được tái bản với bìa cứng. Ấn phẩm có nhiều tranh ảnh minh họa được tổng hợp từ các tạp chí đương thời. Hình ảnh một phụ nữ mua trang sức tại tiệm vàng Chân Hưng ở phố Hàng Bạc, Hà Nội. Phố Hàng Bạc được hình thành từ đầu thời Lê Sơ, tức khoảng thế kỷ thứ 15. Đến thời Nguyễn, nơi đây tập trung nhiều thầy thợ kim hoàn, tạo ra nhiều món đồ trang sức nổi tiếng. Ngày nay, Hàng Bạc là con phố sầm uất của Hà Nội, thu hút nhiều người buôn bán và khách du lịch. Hình ảnh một buổi họp chợ Bưởi đầu thế kỷ 20. Chợ Bưởi là chợ lớn thuộc làng Yên Thái, họp mỗi tháng 6 phiên vào các ngày 4, 9, 14, 19, 24 và 29 âm lịch. Hình ảnh một vị quan quận trong trang phục thời xưa có tùy tùng che lọng đi theo. Đây là hình ảnh một bà đồng trong văn hóa Chầu Văn, ảnh chụp vào năm 1914.